Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở đây là mặt tiền đường Đông Hồ, ở tranh Đông Hồ đấy quý vị nhé. Ngay gần giao với lại ngã tư đường Phan Anh, đây là đường Võ Văn Kiệt này quý vị này. Đó. Thuộc phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quý vị nhé. Đấy, rất là gần, đi một tí xíu cái này đây là ra đến bệnh viện Bà Rịa. Đó. Thì giới thiệu quý vị một cái lô đất là mặt tiền đường Đông Hồ này, có diện tích là 5 x 19,5 m, tức là khoảng 97 m². Giá đang chào bán là 2 tỷ 1. Cái lô đấy là hướng đông nam quý vị nhé. Đường xá rộng rãi nha. Thì mặt tiền đường Phan Anh tôi cũng có mấy lô đang chào bán, giá trung bình giá từ 2 tỷ 2, 2 tỷ 7. Có lô ngang 10 m, sâu 13. Rồi có lô là ngang 5 m rưỡi, sâu 19, sâu 19 mét, 109 m². Thì là đang bán 2 tỷ 2 quý vị nhé. Thì quý vị nào có nhu cầu mua một lô đất ở đây thì cứ alo cho tôi nhé. Khu vực này, này vừa ở vừa kinh doanh, ở đây quán cà phê này, làm văn phòng này, Minh An Spa này. Đây là số 45, vậy thì đây là sẽ là số 43 quý vị nhé. Số 43, đấy, đường xá rất là đẹp, các thứ tuyệt vời. Đấy, thì quý vị nào có nhu cầu mua một lô đất ở đây á, thì alo cho tôi nhé. Xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau.